Hot News Showbiz. Tài tử dám bỏ rơi Châu Tấn, bị vợ bỏ, làm ăn bết bát, nợ đâm đìa. Lý Á Bằng sinh ngày 27 tháng 9 năm 1971, là nam diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc. Anh được đông đảo khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam biết đến và yêu thích qua vai Quách Tĩnh trong Anh Hùng Xạ Điêu 2003 và Lệnh Hồ Sung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001. Phải lòng bạn diễn Châu Tấn. Trong quá trình đóng Anh Hùng Xạ Điêu năm 2001, Lý Á Bằng phải lòng bạn diễn Châu Tấn, dù ở thời điểm đó, anh đang trong mối quan hệ yêu đương lâu năm với diễn viên Củ Dĩnh. Để chinh phục Hoàng Dung, anh dùng xe riêng đưa đón cô tới trường quay. Khi nữ diễn viên bị bệnh phải nằm viện, Lý Á Bằng ở bên cạnh chăm sóc cô cực kỳ chu đáo. Khi Anh Hùng Xạ Điêu lên sóng, cũng là lúc Lý Á Bằng công khai tình cảm dành cho Châu Tấn. Dù cặp đôi đến với nhau trong hoàn cảnh khá đặc biệt, nhưng vì khán giả quá yêu thích hai nhân vật Quách Tĩnh, Hoàng Dung qua diễn xuất của họ nên không phản đối. Rất nhiều người còn chúc phúc cho Lý Á Bằng, Châu Tấn. Châu Tấn cũng chuyển tới sống cùng Lý Á Bằng, cả hai lên kế hoạch kết hôn. Thế nhưng sau 4 năm mặn nồng, Lý Á Bằng bỏ Châu Tấn để chạy theo Vương Phi. Nam diễn viên còn bóng gió, chê bạn gái cũ thuộc tuyết phụ nữ không biết chăm sóc người khác. Châu Tấn rất đau khổ khi bị Lý Á Bằng bỏ rơi. Nữ diễn viên thừa nhận, trong cuộc tình này mình quá ngốc nghếch và phải mất vài năm để quên đi Lý Á Bằng. Tình yêu không trọn vẹn bên Vương Phi. Trong khi Châu Tấn đau khổ, Lý Á Bằng lại tìm được niềm hạnh phúc bên Vương Phi. Diva hơn anh 2 tuổi và có một con gái riêng. Nam diễn viên phớt lờ sự phản đối của gia đình, sự không ủng hộ của khán giả để ở bên người mình yêu. Sau 2 năm gắn bó, Lý Á Bằng, Vương Phi kết hôn vào năm 2015 và sau đó con gái Lý Yên ra đời. Lý Yên bị hở hàm ếch bẩm sinh. Do đó, những năm đầu, vợ chồng Lý Á Bằng, Vương Phi giữ kín hình ảnh của con gái. Bên cạnh việc dốc lòng chữa trị cho Lý Yên, cặp đôi cũng lập quỹ từ thiện hỗ trợ những trẻ em mắc căn bệnh này. Trong suốt những năm tháng chung sống bên Vương Phi, Lý Á Bằng luôn tỏ ra là người chồng, người cha mẫu mực. Anh giải nghệ, bước chân vào kinh doanh, chăm sóc con gái hết lòng và đối xử tốt với con riêng của vợ là Đậu Tĩnh Đồng. Thậm chí, có thông tin cho biết cô gái cá tính này còn gần gũi với cha dượng hơn là mẹ đẻ. Không ngờ sau 8 năm chung sống, Vương Phi chủ động ly hôn, mặc cho Lý Á Bằng níu kéo. Đó, có thông tin thiên hậu Hồng Kông nối lại quan hệ với người tình cũ Tạ Đình Phong. Tờ Thanh Niên Trung Quốc còn công khai bức thư tay của Lý Á Bằng gửi cho Vương Phi trước lúc ly hôn. Nam tài tử dùng những lời lẽ dịu dàng để khuyên nhủ, níu kéo vợ. Mặc dù vậy, Vương Phi vẫn quyết ra đi, ly hôn. Lý Á Bằng nhận trách nhiệm chăm sóc con gái. Anh dành những điều tốt đẹp nhất cho Lý Yên, cho cô bé học trường tốt nhất, đáp ứng những sở thích về thời trang của bé. Thỉnh thoảng, Lý Á Bằng cũng tới các cuộc biểu diễn của Đậu Tĩnh Đồng để ủng hộ con gái riêng của vợ cũ. Bị vợ bỏ, làm ăn bết bát, nợ đầm. Trong khi Vương Phi vẫn chỉ gắn bó với Tạ Đình Phong kể từ khi ly hôn, thì Lý Á Bằng lại trải qua một số cuộc tình ngắn ngủi. Dường như nam diễn viên vẫn chưa thực sự quên được quá khứ và tìm ra người phù hợp. Chẳng những không suôn sẻ trong chuyện tình cảm, gần đây công việc làm ăn của nam diễn viên cũng không còn thuận lợi. Anh bị tòa án Bắc Kinh yêu cầu bồi thường khoảng hơn 40 triệu nhân dân tệ cho đối tác. Nhật báo Kinh tế Trung Quốc đưa tin Lý Á Bằng hiện là con nợ triệu đô la Mỹ do vỡ mộng bất động sản. Sau tuyên bố của tòa án, một đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy Lý Á Bằng đang tìm cách thỏa hiệp với các chủ nợ. Anh nói, chúng tôi giờ không còn lối thoát, tôi sẽ làm mọi thứ các anh muốn, muốn tôi quỳ xuống lại cũng được. Dự án đầu tư về cơ bản đang đình trệ, một số người còn chế giễu anh không biết kinh doanh. Một số khác khuyên anh nên tập trung vào công việc diễn xuất, lĩnh vực anh có khả năng hơn là đầu tư vào bất động sản. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới và hot nhất nhé! Hot News Showbiz.